Sáng ngày 30 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Đức Hương tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân xã khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện bầu cử tại xã. Năm 2022, với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở của cấp ủy chính quyền cùng với sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân toàn xã, nên tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 14 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm sản lượng lương thực, khu dân cư kiểu mẫu, cụm sinh thái, vườn sinh thái và thu ngân sách. Tổng thu ngân sách 8,4 tỷ đồng đạt 132,34% kế hoạch, trong đó thu trên địa bàn 119 triệu đồng đạt 24,62% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 48,81 triệu đồng trên người trên năm, tăng 5,13 triệu đồng trên người trên năm so với cùng kỳ. Tổng sản lượng nước thực có hạt đạt 1.642 tấn, bằng 98,94% kế hoạch các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 sẽ tiếp tục xây dựng giữ dự vững 7 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quyết định 29 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đạt 15 trên 20 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo quyết định số 318 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo bộ tiêu chí xã nâng cao của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp thu giải trình ý kiến cử tri, đồng thời đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp cho năm 2023, đó là phần đấu thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 53 triệu đồng trên người trên năm, sản lượng lương thực có hạt 1698 tấn, nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng thu ngân sách gần 7 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn 853 triệu đồng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 95%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Tại kỳ họp, bên cạnh nghe báo cáo kinh tế xã hội, hoạt động của Hội đồng Nhân dân, kỳ họp đã thông qua báo cáo thu chi ngân sách năm 2022, báo cáo dự toán thu chi ngân sách năm 2023, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân xã, Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo thẩm tra của ban kinh tế hội đồng nhân dân xã. Thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh